Thì cũng không muốn giới thiệu gì thêm. Thì em thật ra em học chung trường cấp 3 với chị. Nhưng em cũng có một cái nữa, đó là em là người anh em của Hiếu thứ hai. Là người anh em của Hiếu thứ hai. Nghe đồn mà hôm nay không có Hiếu thì em muốn vô đội chị. Chị có chấp nhận không ạ? Thì chị cũng xin thưa. Xin thưa hả? Hồi nãy chị có nghe em nói là em có chọn chị Ngân, xong rồi em cũng không chọn chị Ngân nữa thì thôi. Bây giờ thì chị cũng không chọn em. Không có, nếu như mà chị không chọn em mới chọn chị Ngân. Trời ơi trời. Trời ơi. Cảm ơn chị. Ủa gì vậy? Là đẩy ra rồi đó. Em nghĩ là đâu thể mà ba chị em mình xinh đẹp vậy tự nhiên cho mấy anh chọn đúng không? Bây giờ mình phải chọn cái người nào mà mình cảm thấy phù hợp tiêu chí, còn không thì mình không chọn. Dạ. Chị sẽ chọn người. Ủa? Chị sẽ chọn người. Ủa? Ủa đi đâu vậy hả mày? Ủa đang chọn hả? Ủa chọn không? Chọn không có chơi không? Tụi em cảm thấy bị rẻ rúng quá. Chọn đội phải chọn chồng đâu. Chọn những người khỏe nè, trẻ nè, đẹp trai. Tính ra tiêu chí của ba chị em mình nói là ở đây không có ai. Ý là con chỉ muốn chọn Hiếu thứ hai thôi chứ gì. Ý là con chỉ muốn chọn Hiếu thứ hai thôi chứ gì. Chú. Ồ. Oh. Trời ơi. Thôi bây giờ ở đây không có ai đẹp hết. Thôi bây giờ ở đây không có ai đẹp hết. Trời ơi. Nhanh cái này. Trời ơi. Cái mặt này là gì? Cái mặt này là mặt gì đây? Ủa anh đẹp em, anh chạy ra anh phải quắt em lại chứ sao? Anh lướt qua em không vậy? Phải đẹp. Không phải gu người ta. Cái mặt này là đẹp nè. Không phải gu người ta, không phải gu người ta. Bây giờ nha, mời Tân Phúc đi đầu tiên. Tuyệt vời. Để em. Ủa sao kỳ vậy? Trời em không biết chọn ai luôn á. Em đùa giỡn với người ta Tiếp Phúc. Ủa sao Dũng hai chị em chơi nhảy dây vậy? À nhỏ, chị chọn em. Ủa sao người ta làm gì? Đá hoài. Thôi. Về. Em về. Em không chọn mất lượt. Về kiếp. Lên. Lô em. Hôm bữa là em có lỡ muốn chọn chị xong rồi em không chọn nữa. Rồi. Thì hôm nay em cũng không muốn chọn chị nữa. Trời ơi. Trời ơi. Vậy mà hồi nãy lúc nãy mới hỏi em đứng đây cái chạm luôn. Thôi đừng khóc nữa. Đừng có như vậy. Chị đừng khóc chị nữa. Em phải bị đáng đánh. Thôi chị để em thăm sự. Trời ơi em đâu phải con chị đâu. Em chào chị. Thì cũng không muốn giới thiệu gì thêm. Thì em thật ra em học chung trường cấp 3 với chị. Nhưng em cũng có một cái nữa, đó là em là người anh em của Hiếu thứ hai. Là người anh em của Hiếu thứ hai. Nghe đồn mà hôm nay không có Hiếu thì em muốn vô đội chị. Chị có chấp nhận không ạ? Thì chị cũng xin thưa. Xin thưa hả? Hồi nãy chị có nghe em nói là em có chọn chị Ngân, xong rồi em cũng không chọn chị Ngân nữa thì thôi. Bây giờ thì chị cũng không chọn em. Không có, nếu như mà chị không chọn em mới chọn chị Ngân. Trời ơi trời. Trời ơi. Cảm ơn chị. Ủa gì vậy? Là đẩy ra rồi đó. Ủa gì vậy? Rồi chị quắt em vô là. Rồi xong luôn, chỉ còn một chỗ cuối cùng thôi. Không, chị thấy từ nay đến giờ em đối xử với hai cô gái xinh đẹp kia cũng không ok. Chị hết lựa chọn rồi. Đi ra đi. Để em có một thế giới riêng của em đi. Em đi về đi, em đã bị tất cả hát hủi, tạm biệt em. Quay về đi em thôi. Vậy đây, đó là hú sâu là cạm bẫy tình yêu. Là hết rồi. Nhìn mấy người đẹp trai mời ai sắc. Ủa? Làm trước đi, làm trước đi. Anh mới nhìn em rõ ràng. Anh bị lé. Gì sự cái miếng mà anh làm trước đi. Làm trước, làm Isaac, trước. Isaac, làm em, trước em. Đi. Làm không, Isaac. Khán giả yêu cầu em. Không, Isaac. Anh Isaac nè. Em không biết làm gì hết á. Anh ơi. Lên. Dòng em là tài sắc vẹn toàn. Trời ơi, sao tới vòng này nữ thuyết phục luôn vậy? Anh ơi, em có hai cái này em muốn gửi cho anh. Anh hãy vào vòng của em đi. Nhận không mọi người? Cái đó ra tiền đó. Tính giờ. Tính rồi, anh xin phép lướt qua dòng tiếp theo để anh xin phép. À, chào Tiểu Vi. Dạ, à, dạ tiêu chí của Tiểu Vi là gì ạ? Tiêu chí của em là có chí có lực, không cần đẹp trai. Không cần đẹp trai. Quá. Wow. Em từ chối anh luôn. Không, em không có từ chối nhưng mà ý là em cũng không cần đẹp trai. À có nghĩa là em có chí lực đúng không? Dạ. Thì em có coi hình gì được rỡ chưa? Dạ em có coi. Em thấy anh chơi game được không? Anh có lực cũng có chí á, mà được khuyến mại đẹp trai thì cũng ok mà. Em thấy được. Được đúng không? Thì được thôi đúng không? Dạ được. Rồi, cảm ơn em.
Cậu thấy chưa? Cực sớm cơ hội sở hữu vé Rap Việt All Star Concert trị giá 900k miễn phí duy nhất trên sử dụng giải trí Vion. Truy cập website được đính kèm ở phần bình luận để biết thêm chi tiết.